Sáng ngày 14 tháng 10, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ký quyết định phê duyệt đầu tư dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư. Theo quyết định, dự án đầu tư xây dựng kè bảo vệ hai bên bờ bằng cừ bê tông cốt thép giữ ứng lực, nạo vét lòng rạch sâu 3,5m, rộng từ 20-30m, xây dựng hệ thống thoát nước thải có đường kính D300 đến D1200, xây dựng hệ thống thoát nước mưa D400, xây dựng đường giao thông dọc hai bên rạch mỗi bên hai làn xe, xây dựng công viên, mảng xanh, chiếu sáng và hào kỹ thuật. Điểm đầu dự án giao với kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, điểm cuối giao sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp, dài gần 9.000m. Trong đó, tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài 6.628m và 3 tuyến nhánh gồm cầu Sơn, Bình Lợi và Bình Triệu dài 2.237m, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 159.000m2, 1.880 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng mức đầu tư 9.665 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 6.000 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 2.700 tỷ đồng, còn lại các chi phí tư vấn, thiết bị, quản lý và chi phí khác.